Thế rồi, ok xong thì bây giờ các bạn ngó giúp tôi cái slide ấy. Chúng ta có cái tổng quan về phần component, được chưa? Thì trong cái component này thì nó bao gồm những thành phần như sau, được chưa? Thì nó bao gồm template này. Template thì nó sẽ bao gồm là file layout, file HTML chính của cái website, của cái màn hình của chúng ta. Nó cộng thêm với lại cái class. Cái class này là cái chỗ để xử lý logic chính cho mỗi một màn hình. Mỗi màn hình này đều có một class. Và cái metadata thì nó là cái phần mở rộng data của cái project, tức là nó có thể giúp chúng ta lấy tương tác với data ở những cái chỗ khác nhau. Thì cái phần này, phần sau chúng ta học đến HTTP chúng ta sẽ học. Còn trước mắt là chúng ta sẽ có cái template và cái class ở đây. Chúng ta có rất nhiều cái này. Đấy. Tiếp theo là về cái khái niệm component. Thì chúng ta gồm những cái gì thì chúng ta có thể đọc ở trong slide đây. Bây giờ các bạn đọc đi, đọc giúp tôi đỡ phải nói mồm mất thời gian. Được chưa? Thì giải thích qua một chút về cái component này để cho chúng ta dễ hiểu nhé. Thì ở trong chính cái phần app, thư mục app này nó đã là một cái component rồi. Các bạn thấy này, nó gồm này: app-component.html, app-component.css, app-component.space.ts, app-component.ts. Thì đây, những cái file từ đây cho đến đây là nằm trong một cái component. Thì chúng ta có thể hiểu được là component ấy, nó có thể là một phần của một cái màn hình, hoặc là cả một cái màn hình, hoặc là cả một cái ứng dụng của chúng ta. Nên tóm lại là cái component nó đóng gói lại được nguyên một cái bộ giao diện cộng với lại cái việc xử lý logic cho cái giao diện đấy. Được chưa? Và sau này tôi cũng sẽ hướng dẫn các bạn cái việc là chia component trên màn hình nó như thế nào để chúng ta có thể tái sử dụng được, hoặc là chúng ta có thể là lắp ghép nó với nhau cho nó dễ dàng hơn. Thì để giải thích chi tiết hơn thì chúng ta tôi tạo ra một cái bot, Jamboard này. À, đây. Ok. Đây. PT14303 ứng dụng này. Tôi sẽ giải thích cho các bạn về cái component nhá. Ví dụ trong một cái màn hình của chúng ta nó như sau. Được chưa? Thì ở trên này chúng ta là cái phần menu này. Ở đây nó là cái slider này. Đúng không ạ? Ở dưới này nó là một cái sản phẩm này. Đây là một cái sản phẩm nữa này. Đây là một cái sản phẩm nữa này. Được chưa? Thì ví dụ như cái sản phẩm 1, 2 và 3 ở đây. Ba cái này nó là ba cái phần màn hình, nó có cái cấu trúc tương đối giống nhau. Ví dụ trong mỗi một cái phần sản phẩm đấy thì nó sẽ có một cái ảnh ở đây. IMG. Đấy, tay cổ ở đây. Đây, còn dưới này là cái price. Price. Đấy. Thì còn ở đây là cái button này. Thì cái component nào nó cũng ba một cái 1 2 3 này, cái nào nó cũng giống giống như này. Dạ. Nó chỉ khác nhau ở cái data được hiển thị thôi. Thì ví dụ như là chúng ta code backend ở cái cách làm web cũ ở trong Java chẳng hạn. Thì ba cái này chúng ta sẽ sự sinh ra nó từ for x. Đúng chưa? Thì ở trong cái việc làm giao diện này thì nó không chỉ dừng lại ở cái việc for x đấy là như thế nào. Được chưa? Ví dụ như trong 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 Java các bạn code code web view cũ ấy, thì ví dụ như homepage của chúng ta nó cũng có cái phần giao diện này. Đúng chưa? Sang cái trang thứ hai là cái trang về tìm kiếm. Xin lỗi, viết hơi xấu. Trang tìm kiếm thì nó cũng sẽ ra những cái màn hình giống như vậy. Nhưng mà ở cái trang tìm kiếm ấy thì chúng ta sẽ phải viết lại toàn bộ HTML của cái phần này, đúng không? Viết lại toàn bộ HTML của cái vòng for x của chúng ta khi mà chúng ta lấy được dữ liệu hiển thị ra ngoài. Đúng không ạ? Nhưng mà với cái thằng Angular này thì sao? Khi các bạn viết cái cục này này, các bạn tách nó thành một cái component CPM đi.
Đấy, component. Thì ở cái màn hình home chúng ta côn đến cái component này, phang vào đây. Ở cái màn hình tìm kiếm chúng ta cũng mang cái component này đưa vào đây và truyền vào trong cái component đấy những cái data cần thiết. Ví dụ như data về ảnh, data về tiêu đề, data về giá, data về đường dẫn của cái sản phẩm chi tiết đấy. Đúng không ạ? Thì chúng ta không phải viết lại cái đoạn code HTML ở đây nữa, mà chúng ta chỉ việc là dùng tái sử dụng lại một cái component ở đâu đấy do chúng ta đã định nghĩa ra. Được chưa? Đấy là một ý nghĩa. Ý nghĩa thứ hai mở rộng hơn, tức là chúng ta sẽ mang đá sang cái hướng là teamwork. Thì ví dụ như cái màn hình này, cả cái màn hình này, cái màn hình này là do ông Long làm ra. Được chưa? Và ông ấy cũng làm ra cả cái component item sản phẩm này. Nhưng mà cái màn hình tìm kiếm do ông Việt làm ra. Do ông Việt làm ra. Được chưa? Ông ấy chỉ làm ra cái khung ngoài thôi. Cái phần nội dung phía trong này thì ông ấy không muốn viết. Và ông ấy tìm kiếm trong cái đội của ông ấy xem là đã có ông nào làm cái này chưa. Thì hỏi câu, đã thằng nào làm cái phần item sản phẩm chưa? Đấy, thế là ông Long này ông ấy gào lên, em làm rồi. Em làm rồi, cái phần component em đã đẩy lên Git rồi, bây giờ anh chỉ việc kéo về anh ném vào trong cái màn hình của anh là xong. Thế vậy ông Việt này chỉ check lại xem trong source code đã có cái component nào tên là product component hay chưa. Có một phát thì là import vào và sử dụng luôn. Thì như vậy là code của một người có thể được tái sử dụng bởi một cái người khác. Thì như vậy nó sẽ rút ngắn lại cái thời gian mà ông phải code giao diện của phần này. Đúng không? Thì đấy nó là cái ý nghĩa mà và cái tác dụng của thằng component này khi mà chúng ta tiến hành sử dụng nó trong cái việc chúng ta phát triển cái website và đặc biệt là làm phần giao diện. Bây giờ thì ở đây cái component này nó giúp chúng ta tái sử dụng được rất nhiều, dễ quản lý và có thể tái sử dụng được code. Đấy. Tiếp theo là cái thành phần của component. Nó bao gồm những cái thứ gì? Thứ nhất là file CSS, là định nghĩa về CSS cho cái phần giao diện đấy. Thứ hai là file HTML, tức là code HTML cho cái phần màn hình mà component đấy nó đảm đương. Được chưa? Cái thứ ba là file spec, thì cái file này sử dụng để làm unit test cho cái component này. Cái này chúng ta tính sau. Cái thứ tư là cái component.ts, là cái file này chứa code logic, tức là những cái data chúng ta được hiển thị ở ngoài cái file HTML này. Cái dữ liệu gì chúng ta hiển thị ở ngoài này thì nó phải được định nghĩa ở trong đây, ở trong cái app component này. Được chưa? Còn cái app module TS là khai báo toàn bộ component được sử dụng bởi hệ thống, thì cái này chúng ta tính sau, bao giờ chúng ta học được phần module chúng ta sẽ xử lý. Được chưa? Ví dụ cái app module của chúng ta để khai báo ra một cái component chúng ta được phép sử dụng ấy, thì chúng ta phải mở cái file app.module.ts, tức là cái file này ra ngoài này. Cái file này này. Tất cả các component đều phải được khai báo ở trong này thì mới được sử dụng. Đây. Được chưa? Thì chúng ta sẽ nhìn thấy nó là cái import cái app component từ cái đường dẫn tính từ cái file hiện tại. Cái file hiện tại là file này. Sang đến cái file app component.ts thì chúng ta chỉ việc là chấm sửa là cùng thư mục trỏ đến thư mục chứa của file đang chạy là cái file app module. Chấm đến cái tên file app.component, cái đuôi .ts chúng ta không cần. Nhớ nhá, chúng ta không cần phải ném cái đuôi ts vào đấy. Còn cái app component là cái gì? Cái chữ này này. Thì nó chính là cái tên class. Đây, các em nhìn thấy. Ở đâu? Ở đây. Nó chính là cái tên class của chúng ta được viết ra ở đây. Được chưa? Thì bây giờ chúng ta sẽ thò tay vào đây. Chúng ta thử sửa xem nó sẽ như thế nào. Được chưa? Ví dụ như ở đây tôi có cái title bằng pt14303 trừ ứng dụng. Được chưa? Bây giờ tôi thêm một cái đoạn text nữa là trường này FPT Polytechnic. Thế này. Được chưa? FPT Polytechnic. Thì chúng ta nghiên cứu, chúng ta mở thử giúp tôi ra cái file app component.html này. Xem nó có cái phần nào hay không. Tôi sẽ com à đây à, đúng rồi đây. Gói cái này vào. Đây các em nhìn đây này. Title. Đây. Tôi sẽ xóa hết cái đống này đi nhá. Dùng nhìn cho nó dễ. Tôi sẽ xóa hết cái nội dung ở trong cái file app component đi. Tất nhiên là các bạn phải giữ lại giúp tôi cái router outlet này nhá. Cái dòng 534 ấy, chúng ta giữ lại, còn lại chúng ta xóa hết đi. Đây.
xóa hết toàn bộ cục đi. Nhìn cho nó dễ nhìn. Ở đây chúng ta thấy nhá, ví dụ tôi để cho thẻ H2 ở đây. Sau này tôi hai dấu ngoặc nhọn tôi lồng nhau. Được chưa? Và đây tôi viết chữ title. Được chưa? Làm đi. Bây giờ ở trong cái app component này, chúng ta sửa cái nội dung của cái biến title. Được chưa? Sau đó các bạn ra cái app component.html. Các bạn viết một cái thẻ H2 như này và viết cái chữ title đó ở giữa một cặp dấu ngoặc nhọn như này, à hai cặp dấu ngoặc nhọn, để chúng ta xem nó output là như thế này. Được chưa? Các bạn thấy gì ạ? Các bạn thấy output của nó là như nào? Có đúng như này không? Đâu hết rồi? Ô, bọn này. Đúng rồi thế. Đúng rồi. Thì chúng ta lưu ý nhá là dữ liệu phải được định nghĩa ở trong cái file class và cụ thể ở trong cái class này. Được chưa? Thì ra ngoài cái file HTML chúng ta mới sử dụng được. Chứ không thể nào các bạn ví dụ H3 ở đây, các bạn echo ra một cái biến nêm này, nó rất là vô lý, nó tất nhiên là nó sẽ chẳng hiển thị cái gì cả, đúng chưa? Chúng ta sẽ lưu ý ở đây này, nó sẽ báo lỗi luôn này, đúng chưa? Ở phần terminal, ở phần cái CMD ấy, nó sẽ báo lỗi ngay lập tức. Dạ. Nhưng mà nếu trong cái file app component này chúng ta tiến hành là tạo ra biến name bằng kiện th, ví dụ vậy như này, chúng ta sẽ thấy ở ngoài này nó sẽ hiển thị được cái kiện th cho chúng ta luôn. Được chưa? Thì đấy nó là cái việc là chúng ta khái niệm về component, cũng như là cái việc là cái ý liên kết giữa cái app component.ts và cái app component.html nó khác nhau, à nó liên kết với nhau như thế nào. Được chưa? Các bạn check lại giúp tôi xem có ok không? Được chưa? Tiếp tục nhá. Chúng ta sẽ CSS cho nó. Ví dụ ở đây chúng ta thấy là có một cái file app component.css này. Chúng ta viết vào trong này là H2, quên nhầm, thẻ H3 có cái CSS là color bằng màu green. Thế này. Chúng ta sẽ ngay lập tức thấy cái thẻ này nó được chuyển sang màu xanh. Được chưa? Nhưng mà bây giờ chúng ta sẽ thử viết ở ngoài cái file index.html là cái file bao phía ngoài đấy, bao phía ngoài của cái ứng dụng này. Tôi viết thêm một đoạn style vào đây. Style này. H3 color round yellow đi. Nha. Dạ, chúng ta thấy là cái chữ này nó vẫn cứ là màu xanh. Bởi vì sao? Bởi vì cái độ ưu tiên của thằng CSS khi mà chúng ta viết ở trong cái file component ấy. Đây. Khi ở mỗi một component được sinh ra thì nó sẽ tự sinh ra cái thuộc tính là ng content cái gì gì đấy. Cái đoạn mã này nó tự sinh ra, mỗi một component nó có một cái đoạn mã riêng của nó. Và chúng ta sẽ thấy là cái CSS ấy thì nó sẽ bám theo cái thuộc tính này nữa. Và nó sẽ áp dụng, và tất nhiên nó sẽ được ưu tiên hơn rất là nhiều. Đây, app component.css này. Áp dụng cho cái thẻ H3 mà có cái thuộc tính tên là ng content pqx c18 thì sẽ có cái color green là như thế này. Được chưa? Chúng ta lưu ý khi mà sử dụng cái CSS này nhá. Cái này đi. Đấy là cái ba cái thành phần của chúng ta: app component.css, app component.html và app component.ts. Đấy là cái phần chúng ta vừa mới tạo ra dữ liệu và mang cái dữ liệu đấy ra hiển thị ngoài màn hình. Được chưa? Tiếp theo là thành phần này, cái gì này, ng module. Đây, ở trong cái app module của chúng ta nhá. App module này, chúng ta có ba cái dòng là ng module và
ng module đấy. Đây ba dòng đầu tiên là import các module và các component cần thiết vào, thì bao gồm browser module, ng module và app component. Browser module và ng module là hai cái module căn bản, app nào cũng có. Cái này thì nó sẽ liên quan đến cái việc là xử lý cái trình duyệt, bởi vì mỗi trình duyệt nó có cái việc xử lý JavaScript, nó cũng không giống nhau đâu. Do đó là nó sẽ cần phải có cái browser module này để đồng bộ cái việc JavaScript giữa các cái trình duyệt khác nhau, cũng như là nó giúp chúng ta là render ngay lập tức cái đống thay đổi ra. Những cái gì chúng ta vừa code thay đổi phát, các bạn ra ngoài này các bạn thấy luôn, nó không cần phải có nghĩa là reload lại trang giống như cách làm web cũ nữa. Ng module là nó cung cấp những cái thư viện, những cái hàm. Đây, ví dụ như nó cung cấp cái decorator này cho cái thằng app module này sử dụng được. Thì nó quy định, đây là quy định của thằng Angular rồi. Tiếp theo là app routing module, thì cái này ấy, nó chính là cái nơi để định nghĩa ra các cái đường dẫn trong website của chúng ta. Thì tí nữa tôi sẽ demo chúng ta cái việc là chúng ta tạo ra các cái màn hình khác nhau với những cái đường dẫn khác nhau như này. Chúng ta tìm sau. Tiếp theo là app import, cái app component thì là vừa rồi chúng ta vừa làm rồi, là cái nội dung của một cái màn hình nó như thế nào, là chúng ta sẽ quy định ra ở đấy. Tiếp theo nữa là cái phần import này là gì. Import ở trong JavaScript ấy, thì bắt đầu từ năm 2015 nó ra cái phiên bản mới là phiên bản ES 2015, thì nó sẽ có các cái khái niệm gọi là module, và nó có thể gọi đến nhau giống như cái việc là chúng ta gọi các cái tạo ra các cái thư viện, các cái class khác nhau ở trong Java của chúng ta, sau đó chúng ta import nó vào trong một cái file khác để sử dụng. Đấy là thằng này nó import giống như vậy. Tất nhiên cái import này nó dễ hình dung hơn bằng cách là chúng ta tạo ra một class, sau đó là chúng ta import from cái đường dẫn tính từ cái file này cho đến cái file mà định nghĩa ra cái class này là được. Rồi, tiếp theo chúng ta sẽ mở cái file app component.ts ra, thì các bạn sẽ nhìn thấy cái nội dung như này. Dạ, cái nội dung này là cái nội dung liên quan đến cái việc là config của một cái component nó sẽ như nào. Thì ví dụ như sau, cái selector là cái gì? Cái selector này ấy, nó chính là cái đại diện cho cái component này, tức là nó tạo ra một cái thẻ HTML ấy, thằng Angular nó sẽ tự tạo ra cho cái component này là một cái thẻ. Tên thẻ là app root, được chưa? Thì cái này nó được dùng ở đâu? Ở đây, nếu tôi nhớ không nhầm nó dùng ở đây. Đây, app root này, được chưa? Bây giờ tôi sẽ thử đổi cái tên này đi. Ví dụ như tôi đổi thành app component CPM. Được chưa? Đổi tên selector này thành app component là CPN. App component. Bây giờ tôi lưu xuống. Các bạn sẽ thấy ngay lập tức nó toi luôn, không bao giờ chạy được, bởi vì cái file index này nó không tìm thấy cái component nào tên là app root này nữa, được chưa? Và bởi vì cái app component này nó đổi tên thành app cpn ở đây rồi, thì do đó chúng ta phải copy cái này, chúng ta chuyển sang bên này thì nó mới chạy được. Lưu xuống lại chạy bình thường, được chưa? Thì khai báo ở trong cái file index.html này là tôi đang sử dụng ở trong cái phần body này của ông cái nội dung của cái component app component ở đây, thì tôi phải viết cái thẻ này ra, được chưa? Các bạn hình dung được không? Hình dung ra cái selector chưa? Đâu hết rồi, bật cam lên xem nào. Có đây. Bật cam lên. Ủa rồi, lóa thế. Được chưa? Đấy là cái selector nhá. Tiếp theo là cái khái niệm về template URL. Thì ở đây các bạn sẽ thấy là nó có sẵn cái file app component.html này. Nhưng mà trong một vài trường hợp khác nhau, chúng ta sẽ có thể là ví dụ tôi có yêu cầu tôi là sửa cái màn hình app component.html này của tôi đi. Tức là sửa cái file giao diện của tôi đi thành một cấu trúc khác. Được chưa? Thì tôi chẳng nhẽ tôi lại xóa luôn cái file app component.html này đi, đúng không? Thì nó không hợp lý. Thì tôi hoàn toàn có thể làm cái việc này. Tôi tạo ra một cái file mới tên là app
app-v2.component.html đúng không ạ? app-v2.component thì ở đây tôi muốn cái component này, cái component app này nó được sử dụng cái app v2 này, thì tôi sẽ phải sửa cái đường dẫn thành cái file nào tôi muốn là cái nội dung mà tôi mong muốn. Còn cái file này thì tôi để lại đấy, coi như là tôi lốc lại cái lịch sử của tôi đã từng có cái gì. Sau này nhỡ đâu ông ấy nhìn cái version 2 thấy nó lại ngu, ông lại bắt chúng ta sửa lại code cũ, đúng không ạ? Thì chúng ta còn có cái để mà mang ra, chứ không nếu mà chúng ta xóa bén cái này đi hoặc sửa trực tiếp trên này thì nhỡ đến cái version tiếp theo nó lại quay về cái cũ, hoặc là chúng ta muốn tái sử dụng cái gì đấy ở trong phần này thì chúng ta không có gì để copy cả, thì cái việc đấy nó rất là khổ. Do đó chúng ta có thể là tùy chỉnh cái đường dẫn file HTML mà chúng ta mong muốn hiển thị ra ngoài, chúng ta sửa nó như thế này. Thì ở đây ví dụ như trong này tôi sẽ viết là tôi không thay cho viết thẻ H2, bây giờ tôi sẽ viết thẻ là thẻ strong, strong cho cái title. Thì chúng ta sẽ thấy là nó ngay lập tức nó thay đổi luôn, strong thì nó bé hơn, được chưa? Thì đấy nó là cái config về cái template URL ở trong này, tương tự với cái template của thằng file HTML thì chúng ta cũng có thể là sử dụng style, được chưa? Cái style này thì các bạn sẽ thấy là cái kiểu dữ liệu của nó là một cái mảng. Thì ở đây có ý nghĩa là trong một cái component chúng ta có thể sử dụng được nhiều file CSS khác nhau. Được chưa? Thì đơn giản thôi, nếu mà muốn dùng nhiều chúng ta cũng phải vào đấy thêm một cái phần tử nữa, mang vào thành một file CSS mới. Thế là được. Thì là cả hai cái style của hai file CSS được đưa vào trong này nó đều được sử dụng, được áp dụng cho cái thằng app component này. Đấy nó là cái nội dung ở trong cái phần app component.ts và cụ thể là một cái component của chúng ta. Được chưa? Bây giờ chúng ta check lại giúp tôi xem là có phần nào cần hỏi không, hoặc là cần giảng lại không thì báo để tôi sẽ nói lại cái phần đấy cho các bạn. Nói chung là nó cũng không có cái gì quá nhiều đâu. Để xem ở dưới là cái gì tiếp. Thành phần cái này thì ok rồi. Được chưa các bạn ơi? Sang đến cái việc là chúng ta sẽ tạo ra một cái component mới do tự mình tạo ra, thì chúng ta sẽ làm như thế nào và chúng ta ốp nó vào trong cái giao diện này như thế nào, đúng không? Bây giờ các bạn mở CMD lên đi. Mở CMD chúng ta tiến hành tạo ra một cái component mới. Nếu bạn nào dùng cái Visual được thì chúng ta mở thêm một cái terminal nữa thì bằng cách bấm dấu cộng ở đây. Bằng cách chúng ta bấm cái dấu cộng ở đây giúp tôi. Đấy, thì chúng ta sẽ có là ng cách g thì phải. Ng cách g cách component. Cách component, được chưa? Cách tên component, ví dụ như tôi sẽ viết vào đây là component sược hero đi. Dạ, component sược hero, enter xuống. Được chưa? Các bạn sẽ thấy là nó viết vào đây nó tạo ra, nó create này, src app component sược hero component css .html .space .ts và nó update cái pha cái component này vào trong cái app module. Các bạn thấy đây không? Tạo giúp tôi chưa? Tạo đi. Đây nha, đường dẫn cái câu lệnh của chúng ta đây. Tôi sẽ đưa lên trên phần chat. Đấy. Tạo giúp tôi ra. Bởi vì sao tôi có cái đoạn component sược này, bởi vì tôi muốn các cái component của tôi nó được đưa vào trong cái một cái thư mục để sau này tôi tìm nó dễ hơn thôi, chứ nếu mà cứ đưa tràn lan ra đây ấy, thì mấy nữa các bạn sẽ tưởng tượng khi mà chúng ta nhiều component ra nó dài tính bằng sải tay luôn, nó rất là dài, cho nên chúng ta tốt nhất là ném nó vào trong một thư mục để chúng ta quản lý nó dễ hơn. Tao không chưa?
Tự tin bật mic lên nói nào. Đâu rồi? Sao rồi thầy? Mày thì không nói gì, mày tắt mic đi. Để những thằng khác nó xem và nó làm. Xong hết chưa? Rồi ạ. Ok. Thằng rồi. Cái này dễ mà, không có lỗi gì đâu. Thì các bạn sẽ thấy ở trong cái Hero Component này nó đang hiển thị ra một cái text là Hero Work nhé. Được chưa? Thì bây giờ tôi muốn sử dụng cái app component này ở một chỗ nào đấy thì tôi dùng như nào, đúng không? Đây thì chúng ta nhìn thấy ở trong này nó có một cái selector tên là app trừ hero, đúng chưa? Bây giờ tôi thử copy cái app hero này, tôi phang vào file app v2 component .html. đây, cái này tôi đố các bạn biết nó có chạy không? Đây nhá, xem này, nhìn thấy chữ hero work chưa? Các bạn có hiển thị được không ạ? Hiển thị được không? Đây này, mang cái phần selector của thằng hero này đưa sang cái app v2 component.html, tạo ra một cái thẻ nữa, tạo ra một cái thẻ nữa, các bạn phang thẳng vào đây xong. Được chưa? Thấy thầy, mỗi component này là một cái trang đúng không thầy? Ví dụ trong HTML thì index là một file, contact là một file, thì mỗi component này là một file trong HTML. Không. Cái ý của em nó không hề sai, nhưng mà nó cũng không đúng. Ví dụ như sau nhé. Các em phải hiểu rộng nó ra, đừng có bị bó vào cái giao diện. Đừng có bị bó vào cả một cái trang. Ví dụ như tôi có như sau, cả một cái trang này của tôi nó là app component, được chưa? Trong cái app component này tôi có cái phần product component ở đây, product component ở đây, được không? Được. Tức là cả cái trang này nó là một cái component nhá. Thì nói đúng là ý của em ấy là mỗi một cái component nó là một trang. Được chưa? Nhưng mà trong cái trang đấy có những cái thành phần nhỏ hơn thì nó cũng là component. Em hiểu không? À rồi. Sau đấy em có một cái link ở đây, cái link trên đường dẫn ở đây. Đúng không? Em bấm cái link này. Em bấm cái link này nó sang một cái trang khác, một cái giao diện khác, thì cái này nó là X component. Hiểu chưa? Thì nó lại là một cái component nữa, nhưng mà nó là tên nó khác. Được chưa? Trong cái component này có phần thành phần này hay là thành phần này, nó là một cái y component. Được chưa? Tức là component nó cũng chia ra cha con, thằng lớn thằng nhỏ, tùy thuộc vào cái đấy, tùy thuộc vào em thích nó là cái gì và em ép nó là cái đấy thì nó sẽ phải tuân thủ cái màn hình của em. Được chưa? Vâng. Đấy thì hãy lưu ý cái cách mình dùng component là nó phải mềm dẻo, chứ không có nhất thiết là một phần của màn hình hay là cả một cái màn hình. Được chưa? Đấy, ví dụ như hiện tại này, ví dụ như em nhìn thấy hiện tại nhá, cái thằng app component nó là cả cái website này, cả cái màn hình này. Được chưa? Nhưng mà cái thằng hero component ấy nó chỉ là một phần nhỏ trong cái màn hình này thôi. Đúng chưa? Rồi ok, bây giờ tôi sẽ hướng dẫn các bạn là tạo ra một cái màn hình khác và một cái đường dẫn khác thì nó sẽ làm như nào nhá. Được chưa? Làm xong cái phần này chưa đã? Xong cái phần hero này chưa? Rồi. Ok, thì bây giờ chúng ta sẽ sang một cái phần khác để tạo ra một cái đường dẫn nữa và một cái màn hình riêng. Được không ạ? Đây, chúng ta sẽ làm như sau. Để xem trong từ từ tôi check lại cái này đã. Rồi ok. Đây là router outlet chứ nhỉ? Chờ thì tôi xem lại cái phần routing này đã. Hình như là nó đang sai cái selector. Chờ tôi mấy giây nhé.
fundamental, let's start with the routing. Cái router outlet đâu nhỉ? Chờ tí để tôi xem. Rồi ok, để thử xem nó có chạy không đã. Thì chúng ta sẽ mở cái file, giúp tôi cái file app routing module.ts này ra. Mở giúp tôi cái này ra. Được chưa? Mở file này chưa? Đâu rồi? Im hết rồi vậy. Rồi. Trong này nó có một cái biến là const route bằng kiểu dữ liệu là route như này, và nó bằng một cái mảng. Được chưa? Bây giờ chúng ta viết nội dung cho cái mảng này bằng cách là ví dụ như chúng ta sẽ đưa cái đoạn này vào. Tắt trượt như này thì bằng ví dụ như là bằng app routing app component. Được chưa? Dù chúng ta có một cái path khác. Một cái path khác, path này nó là sượt hero. Chúng ta sẽ là hero component. Nha. Được chưa? Các bạn thêm hai cái này vào giúp tôi cả. Nếu mà các bạn code bằng Visual thì nó sẽ tự sinh ra hai cái này, còn nếu mà các bạn không code bằng Visual ấy, thì chúng ta phải tự viết vào nhá. Được chưa? Xong chưa các bạn ơi? Không chưa? Lâu thế? Rồi ạ. Rồi ok. Và chúng ta sửa giúp tôi trong file HTML này, index.html ấy. Đây chúng ta sẽ sửa cái thẻ này thành thẻ là router-outlet. Như này. Được chưa? Được chưa? Sửa thành cái thẻ router outlet, cái này là bắt buộc. Trước mắt là chúng ta dùng đã, xong đến cái phần routing chúng ta sẽ học cụ thể sau nhá. Được chưa? Rồi. Ok, bây giờ chúng ta sẽ xem lại cái giao diện này. Ủa sao chẳng có gì đấy? Đang lỗi gì rồi? Hero path cannot start with a split slash. Đây, bỏ cái này đi. App CPN did not match any element. Chờ chút nhá. Để tôi xem lại xem nào. App component.ts này. Hay là cái router outlet kia nó nằm ở ngoài này. Tắt cái này đi. Có thể tôi đang nhớ nhầm. Rồi đây. Ví dụ như là tôi sẽ viết cái app component.html này. Ở đây, router outlet ở đây rồi. Đây. Thì ví dụ như tôi sẽ viết, tôi xin lỗi các bạn tí tôi sửa lại cái này giúp tôi nhá. Cái phần này á, ví dụ path này thì nó sẽ sửa thành hero component. Đây, hero component. Như này. Được chưa? Thì chúng ta sẽ thấy là nó là vẫn là cái thấy chưa? Các bạn thấy nó chưa? Sửa lại giúp tôi cái này nhá.
Đây làm lại này, làm lại chậm hơn này. Đầu tiên là cái index của chúng ta nó vẫn cứ là cái app CPN như này nhá, để nó chạy cái app component. Được chưa? Được chưa? Tiếp theo chúng ta mở cái file, mở cái hai app v2 component.html ra. Chúng ta viết cho tôi một cái là router outlet này. Bây giờ viết cho tôi cái router outlet như này. Được chưa các bạn? Được chưa? Rồi. Cái router outlet này tí nữa tôi giải thích nhá. Nó là cái gì? Được chưa? Sau đó ở trong cái file app routing module thì chúng ta sẽ để đây nó là cái viết vào trong cái nội dung của phần route này là một cái object json path bằng string như này, và trong này là hero component, là cái component chúng ta vừa mới tạo ra đấy. Được chưa? Trong cái hero chúng ta chưa sửa bất kỳ một cái gì cả. Được chưa các bạn ơi? Rồi thì bây giờ chúng ta chạy này, reload trang này, thì chúng ta sẽ thấy là cái phần hero work nó được xuất hiện ở đây. Đúng chưa? Có thấy hiện không? Có thấy hiển thị ở đây không? Có thể. Ai bị lỗi không? Ai bị lỗi thì báo nhá. Bây giờ này chúng ta tạm thời chúng ta mở cái hero, vụ hero ra chúng ta viết thêm một cái bài cái text nữa vào đây, ví dụ như là thẻ p này, lorem spam cái gì đấy nó dài dài ra, chúng ta nhìn thấy cái nội dung vào trong này. Dạ, nếu mà thích thì các bạn có thể duplicate nó lên thêm một vài dòng để cho nó nhiều cái để cho nó có cái nội dung. Dạ, bây giờ tiếp tục các bạn tạo giúp tôi ra một cái component nữa. Ví dụ tôi tạo ra component là hero trừ detail. Yeah. Ví dụ thế. Bây giờ các bạn sẽ thấy là nó tạo ra một cái nữa là cái component nữa là hero trừ detail. Như này đúng chưa? Các bạn tạo giúp tôi đi. Component ng component component hero detail. Bây giờ sẽ viết vào trong cái phần này. Tạo ra một cái component nữa là hero detail. Được chưa các bạn ơi? Xong chưa? Trong lớp này ít nói nhỉ? Rồi bây giờ trong app routing module này chúng ta duplicate cái path này lên. Chúng ta có cái đường dẫn là detail chẳng hạn, đi trừ tail ở detail dạ, với component là hero detail component. Đấy, được chưa? Hero detail component.
và tôi copy cái đường dẫn này. Bây giờ trong trường hợp tôi copy cái đường dẫn này, tôi copy cái đường dẫn này, tôi phan lên trên đường dẫn ở trên web đây, các bạn sẽ thấy nó ra cái detail, hero detail work. Được chưa? Có hiển thị không? Nếu có hiển thị thì báo câu nhá, còn nếu không hiển thị cũng phải báo để fix lỗi. Thôi fix cho em với, em bị lỗi rồi. Rồi ok, em xem màn hình đi. Đâu rồi, ai đang bị lỗi thì show đi. Đây được. Rồi bình tĩnh nhá. Em kéo lên trên đi, em tắt cái setting ở bên góc trên bên phải. Dưới. Cái dấu cái hình setting ấy, đấy đúng không? Từ em cho lên trên này cho dễ. Em đọc kia kìa. Đọc nhá. Invalid configuration of route sược hero. Được chưa? Start cannot start with a slash, tức là em thừa cái dấu sược. Em bỏ dấu sược ở trong file app routing đi. App routing module. Đấy, em bỏ dấu sược đi. Em xóa luôn chữ hero đi. Rồi ok. Chạy đi. Hay đi đâu. Được. Rồi bây giờ em tạo ra component mới đi. Hero detail. Em bấm cái mũi tên lên trên ấy là được không? Bấm mũi tên ấy, cái bàn phím ấy, bàn phím em có cái mũi tên lên trên ấy, cái phím lên trên ấy, kích vào đấy xong rồi viết mũi tên đấy, hero trừ detail. Rồi enter xuống, rồi xong. Bây giờ em thêm cái path kia nữa, duplicate cái path kia đi. Nhớ cái ở trên có dấu phẩy nha, cuối cái dòng trên có dấu phẩy. Rồi pass là sược, là detail chẳng hạn, detail không phải sược đâu. Rồi cái component là hero detail component. Rồi xong, nó chạy đi. Sược detail. Wow, không chạy à? Ôi sao nó... Em mở cái app component.html ra tôi coi nào. Em xóa hết mấy cái dòng ở trên thì giữ lại mỗi cái dòng 534 thôi. Rồi lưu xuống chạy đi. Được chưa? Được. Phá cái detail ở trên đường dẫn đi xem nào. Được chưa? Rồi. Đấy thì bây giờ là mỗi một cái component nó đại diện cho một cái đường dẫn, là một cái màn hình của em đấy. Vâng. Đấy nhá. Thì là đây chúng ta đang chứng minh với nhau là mỗi một component thì nó có thể là cả một cái màn hình, mà nó cũng có thể là một phần của màn hình. Được chưa? Vâng. Thì đấy nó là cái tôi giải thích thêm về cái component thôi, chứ còn đến phần routing chúng ta chưa học đến routing đâu nhá. Được chưa? Vâng ạ. Em okay. Bởi vì phần nội dung của thằng Angular nó rất là nhiều, cho nên là chúng ta nhiều khi phải học mix những cái phần mà chưa học đến, ném vào đây để chúng ta hiểu nó cụ thể hơn. Được chưa? Lại tiếp tục với cái slide nhá. Cấu trúc của component thì dễ rồi này, tôi không giải thích lại nữa này. Để coi nào. Tiếp theo, khi mà các bạn lưu ý, các bạn ở trong cái đoạn mà chúng ta gõ câu lệnh để tạo ra một component mới ấy, thì chúng ta có một cái đoạn này này. Được chưa? Nó sẽ tự động cập import cái component vừa mới được tạo ra vào trong cái file appmodule.ts. Các bạn lưu ý cái việc này nhá. Đây là điều bắt buộc nó phải làm. Còn nếu như mà chúng ta tự tạo ra các cái component bằng tay, ok, đồng ý là chúng ta được hoàn toàn có quyền tạo ra được cái việc đấy. Nhưng
mà chúng ta nếu mà đã tạo ra bằng tay ấy, thì chúng ta phải chủ động ép cái thằng này và cái thằng này vào, tức là hai cái dòng này vào, được chưa? Chứ nếu không là chúng ta sẽ không dùng được cái component mà chúng ta tạo ra bằng tay ấy đâu. Nên là các bạn phải lưu ý, thật sự lưu ý khi mà sử dụng cái component nhá, và đặc biệt là tạo ra component. Tốt nhất là tạo ra bằng tool đi, đã cài tool rồi thì cứ dùng tool mà chơi. Được chưa? Rồi ok. Để xem còn phần gì không? Đấy, hết rồi. Đấy là khái niệm về component cơ bản. Các bạn check lại một lần nữa giúp tôi xem là cái phần component của chúng ta còn cần thắc mắc cái gì không. Nó còn rất nhiều thứ, nhưng mà cái cơ bản các bạn đã hiểu component là cái gì chưa? Cách tạo ra component, dữ liệu ở trong một component là như thế nào? CSS ra làm sao? Chúng ta dành cho tôi 5 phút để có thể là nghĩ lại những cái khái niệm đấy. Tôi sẽ nốt ra đây để cho chúng ta nhớ. Biết ra đâu bây giờ nhỉ? Biết ra lớp mình đi. Đây. Các bạn cần ghi nhớ tôi cái thứ nhất. Một là các thành phần trong một cái component gồm những cái file gì, những cái file đấy có ý nghĩa làm sao, cách tạo ra một component mới, component nó là cái gì, thành phần trong một component, cách tạo ra một component mới, cách hiển thị gì dữ liệu trong một component. Đấy, chúng ta ngó lại giúp tôi những cái thứ này. Selector trong component là cái gì cũng phải nhớ, không sau này là rất dở. Thấy môn này thi bảo vệ đấy, bảo vệ em nhá.
Xong đi đó thím ơi, cần thắc mắc gì không? Bây giờ chúng ta sẽ sang một phần nữa là hiển thị dữ liệu cụ thể hơn ở trong cái component chúng ta sẽ làm như nào. Hiển thị dữ liệu kiểu dạng như là text bình thường, rồi thì hiển thị dữ liệu kiểu dạng như là về vòng lặp hay là if else cái gì đấy, đúng không? Chúng ta sẽ làm như nào? Được chưa? Tiếp tục nhá. Tiếp tục này. Ví dụ bây giờ chúng ta đang có cái đường dẫn gốc, tức là localhost 4200 là nó đang trỏ vào trong hero component, đúng không? Ta mở cái hero component này ra. Được chưa? Cái constructor và cái engine init này chúng ta sẽ học sau nhá. Cứ để đấy đã. Bây giờ ở trong này tôi có một cái biến là hero sc bằng một cái mảng như này. Dạ. Trong này là gồm các cái object, ví dụ gồm id này bằng 1, name bằng batman này, batman, gender là 1 đi. Được chưa? Object thứ hai id bằng 2, id bằng 2, name bằng Wonder Woman, gender 2. Tiếp tục cái object thứ ba, hero thứ ba, id bằng 3, name là bằng Loki, gender 1. Bây giờ tôi muốn hiển thị cái đống hero ra ngoài cái màn hình hero component.html này thì tôi sẽ hiển thị kiểu gì, đúng không? Thì chúng ta có một cái khái niệm ở trong cái Angular, đặc biệt là trong cái phần template HTML này, thì nó có cái khái niệm gọi là directive. Đây, nó chính là cái phần này, nó chính là cái phần display data. Chúng ta search cái từ là directive, ng directive. Đây. Ủa. Ờ. Sao ng for đi. Đó nhỉ. Display data in view. Đây. Ờ. Đây. Cái này nó gọi là directive. Thì tí nữa tôi sẽ yêu cầu chúng ta về đọc cái phần này sau. Được chưa? Thì bây giờ ấy, trong cái thằng Angular template này, để chúng ta hiển thị được một danh sách, tức là ví dụ tôi có một mảng dữ liệu như này, để tôi có thể hiển thị được dữ liệu ở trong này thì tôi phải dùng vòng lặp cho thằng hero này, thì nó lặp qua từng phần tử này một và tôi sẽ hiển thị nó thành từng cái dữ liệu một, đúng không ạ? Ví dụ như bây giờ các bạn mở ra giúp tôi cái hero component.html đây nha. Nếu bạn nào không chép kịp cái phần biến hero này, tôi sẽ gửi cho các bạn ở trên cái phần chat ở đây. Đấy. Chưa? Bây giờ tôi sẽ tiến hành hiển thị cái đống này bằng cách như sau. Ví dụ như là tôi sẽ để đây thẻ H2 là danh sách hero. Chưa? Hai chấm. Tôi có thẻ UL. Trong cái UL này tôi có cái thẻ là LI, đúng không ạ? LI. Vậy cái LI này nó gồm những cái gì? Tôi sẽ có cái thằng sao ng4 bằng let h in hay up, nhớ đâu, hero sc, dạ, let h in hero sc bằng, ví dụ như ở đây tôi sẽ echo ở cái nhận ra giá trị của cái thằng h chấm name, dạ, nó sẽ vào put, đúng nhỉ? Ừ.
Up à? Đây. Chúng ta nhìn thấy nó là cái li, nhìn này, li ở trong cái li này có cái ng4, cái ng4 này nó chính là cái vòng lặp của chúng ta, lặp qua từng phần tử một trong cái biến hero được tồn tại ở trong cái hero component là cái này. Dạ, mỗi một cái phần tử được lặp qua thì nó gán cho cái biến là h. Được chưa? Và bây giờ chúng ta muốn hiển thị cái giá trị của cái thằng hero name này, à, cái tên của cái phần tử đang được lặp qua ấy, thì chúng ta là đóng hai cái cặp ngoặc nhọn vào và ở giữa đấy chúng ta viết là h.name. Được chưa? Cái này gọi là cái directive, còn cái này gọi là display data. Được chưa? Các bạn làm giúp tôi đi xem là có chạy được không? Ô thầy, thầy vừa viết cái mảng hero ở cái file nào ạ? Ở phần chat em. Không ạ, ở trong cái thư mục này ạ. Nếu em nhìn lên em đây, đây đây con chuột. Hero chấm component chấm t. Ở đây. Bộ này file chấm html thầy ơi. Đây. Ăn cơm nhé. Ai vừa đi rồi? Các bên này ăn chưa? Chạy đi chưa? Rồi đây. Được chưa? Ok nhá. Không chưa? Xong, ví dụ như chúng ta có một cái thẻ spam ở đây. Chúng ta lại có là sao ng if bằng tao ng if bằng h chấm gender bằng một, ng if h gender bằng một thì đây là nam, còn một cái span nữa thì nó bằng nữ, khác một đi. Không nhớ cái này có chính xác không? Đây, Batman này nam này, Wonder Woman là nữ này. Chúng ta sẽ thêm một cái dấu gạch ngang vào đây nữa. Tôi sẽ enter cái này xuống dòng nhé. Chúng ta theo dõi cho nó dễ. Nhìn thấy chưa? Thì ng4 này, ng if này. Thấy không? Nhà thằng nào gần nhất đi chơi rồi. Được chưa Thánh? Ổn quá. Gán nào giờ? 4 giờ. Cậu còn phải chịu được 40 phút nữa. Thế con Thư nó ngồi trong nhà từ sáng giờ. Bạn đang nghỉ đấy ư? Hả? Cái gì? Bạn đang nghỉ dạy stream. Chưa nghe cái gì cả.
Chạy được không có tím à? Có chạy rồi. Ok. Thế bây giờ chúng ta có một vài cái lưu ý như sau nhé. Để hiển thị được dữ liệu, lưu ý này, để hiển thị được dữ liệu text hay số gì đấy thì chúng ta sử dụng cái cú pháp là như thế này, được chưa? Để sử dụng vòng lặp ở ngoài màn hình chúng ta có sao ng for, được chưa? Để hiển thị được câu lệnh if else. Mày cười cái gì? Ta lại khóa mẹ cửa trong phòng bây giờ. Cái gì? Thầy nói vợ thế? Đâu? Con em vợ chứ không phải con vợ. Tôi làm gì dám nói vợ như thế. Chết. Thầy nói vợ thế tối ngủ ngoài đường rồi. Không, nhà tôi có sofa, tôi đích sợ. Thất bại lắm. Như thế thằng bảo và thằng lúc chiều nào. Rồi, nếu mà chúng ta sử dụng điều kiện gì đấy thì chúng ta sử dụng sao ng if như này, được chưa? Và hiển thị text như này. Ok không các bạn ơi? Có. Những cái này chúng ta gọi là những cái viết ở trong cái thẻ ấy, thì chúng ta gọi là directive, được chưa? Ngoài ra chúng ta còn có cái trò này nữa cơ, nó kinh dị lắm. Ví dụ như tôi có một cái ví dụ ảnh đi, ảnh là Batman này, lấy ảnh đi. Đây đi. Copy cái đường dẫn ảnh này. Tôi mở cái file này ra, tôi có một cái IMG bằng cái đường dẫn này. Ai mẹ rồi. Copy cái Open Image New Tab này. Đây không? Tôi copy cái đường dẫn ảnh này. Tôi paste vào đây. Được chưa? Nhầm. Đây. IMG bằng chuỗi này này. Đấy. Tiếp theo là ảnh của Wonder Woman nhá. Wonder Woman. Đây. Đặt vào đây. Kéo gì đây? Đây là data B64 à? Thôi hỏng mẹ rồi. Không được, cái này là data B64. Nó quá dài. Đây, cái này nó là đường dẫn này thì lấy được này. Rồi còn thằng Loki. Rồi. Ok, xong. Bây giờ tôi muốn hiển thị ba cái ảnh này ra ngoài cho ba cái thẻ LI. Được chưa? Thì tôi không chơi được cái bài này đâu nhá. Cái này nó hơi đặc biệt một chút cho nên tôi mới phải nói cho các bạn. Tôi không chơi được cái bài là thẻ IMG SRC bằng cái h.img như này đâu. Không biết được nhá. Bit bằng 70 đi. Cái này là không chạy. Đảm bảo với các bạn là không chạy luôn. Đây nó chết ảnh này. Được các bạn ơi. Lưu ý nhá. Mà chúng ta sẽ phải viết như này. Cái thuộc tính mà chúng ta lấy cái giá trị. Tức là ví dụ như là thẻ SRC này thì nó là thuộc tính của thẻ ảnh. Nhưng mà lại lấy giá trị từ cái thằng H ở trên này thì chúng ta phải đóng ở ngoặc vuông nó vào. Các em lưu ý cái việc này nhá. Đặc biệt lưu ý là phải lấy đóng ở ngoặc vuông thì mới dùng cái H chấm cái gì gì đấy được. Đây. Thấy chưa? Ta gảnh ra. Lưu ý cho tôi cái đấy. Thẻ SRC là 1, thẻ A là 2, thẻ IMG là 1, thẻ A là 2. Thẻ SRC thì có cái đường dẫn ảnh, còn thẻ A thì có cái thuộc tính href thì nó có thể là được sử dụng cái dữ liệu được truyền từ trong cái file TypeScript ra ngoài cái màn hình. Thì chúng ta bắt buộc phải đóng ở ngoặc cái tên thuộc tính vào thì chúng ta mới lấy ra được. Các bạn là làm demo đi xem chạy được không.
Đây ra cái đồng ảnh kìa. Xong chưa các bạn ơi? Mày gật gật cái gì Long? Là xong rồi đấy. Điện thoại làm gì ấy Trung? Làm xong chưa em ơi? Chưa hiểu. Làm đi. Lười vừa thôi, tạch cái môn này học lại là mệt đấy. Môn này học lại nó không đơn giản đâu. Sao vậy thầy? Hả? Cái này học lại không đơn giản, em tưởng học lại nó phải nhanh hơn chứ. Ai bảo ok. Người đi học khác. Cho nó tài nguyện hả? Hả? Có ai bị lỗi không? Chờ tí để tôi đẩy cái code này lên trên GitHub rồi nhé. Giả tạo này. Link GitHub luôn thầy ạ. Đó là lớp 03 đúng không? Không sáu thì không sáu lớp 03 mà 03 trước đến giờ học 03 sau này đổi 06 bây giờ 03 tiếp lừa đảo. Học lớp nào không biết. Chà, em học lớp 06 mà đi vào link 03. Đấy giờ ngồi xem. Ở đây là lớp 03 hay 06 nhỉ? 03 thì ơi, 03. Đúng rồi. Đấy là cái thẻ bài điểm danh trước. Mà cái làm sang chấn tâm lý thì sao? Thật. Đấy, bố láo thật. Hồi sau trừ điểm. Học nó không học thì chớ. Chứ làm thể hoang mang. Em không nhìn. Thấy cứ ngày hôm nay không tính là thứ 6 này. Nay cứ tưởng thứ 7. chịu tay nhìn rồi. Đầu ai mà. Gửi link GitHub rồi nha. Ok. Thôi em chào thầy, em phát ra để làm bài nha. Bác not foul thế. Hả? Bác not foul. Phát ra. Linh gặp lỗi gì thầy? Tại sao hôm nay không thấy? Lỗi của ông ấy hả? Đâu, share screen như thế nào? Và cái link ở đây nó cứ bị ghi lỗi 404. Link của thầy bị lỗi ạ. Thầy để private rồi. À, chắc là tôi để private rồi. Thầy để private rồi. Đấy, thầy để private rồi. Chẳng là nó kêu hợp hình đấy. Mà ở máy em có đem ra người xem được rồi nhá, còn check lại đi được chưa? Được rồi ạ. Ok rồi, ok đấy thì hiển thị được cái đống ảnh ra giúp tôi được chưa? Bây giờ nếu mà trong trường hợp chúng ta muốn làm cái sự kiện, tức là ví dụ như tôi muốn bấm vào cái trả lời y này, thì tôi sẽ hiển thị ra được cái tên của cái hero tôi vừa mới bấm vào, thì tôi có làm được không? Thì câu chuyện của chúng ta là có làm như sau. Chúng ta lại có một cái directive khác, đó là đóng một ngoặc tròn click bằng một
cái function, ví dụ như là show name và truyền vào đây là cái h như này. Được. Click show name h. Thế vậy thì cái này cái khi mà chúng ta gọi một cái tên mà đằng sau nó có cái dấu đóng ở hoặc tròn thế này, chứng tỏ là chúng ta gọi hàm. Được chưa? Gọi hàm. Thì cái hàm này chúng ta phải định nghĩa nó trong hero component ở đây. Và chúng ta sẽ viết, tôi sẽ viết ở đây cho chúng ta một cái hàm. Đây. Show name mở ngoặc nhận một tham số là hero. Và chúng ta sẽ alert ra hero chấm name này. Được. Bây giờ chúng ta sẽ chạy thử nhá. Click vào này. Được. Thì đấy nó là cái directive thứ ba của chúng ta, là tạo ra sự kiện. Khi mà bấm vào một sự kiện thì chúng ta gọi đến một cái hàm được viết ở trong hero component này, và chúng ta truyền cái gì vào thì truyền. Và như cụ thể ở đây tôi truyền cả luôn cái object mà là cái phần tử đang được set, tôi truyền hết thông tin của nó vào đây, vào trong cái hàm đấy. Thì trong cái hàm này nó nhận cái biến hero này, nó chính là toàn bộ dữ liệu. Ví dụ bấm vào Batman thì toàn bộ dữ liệu của thằng Batman, và Loki thì bấm là toàn bộ dữ liệu của thằng Loki này. Làm đi xem có chạy được không. Hôm nay chúng ta học về tương đối nhiều về component, về setup, về routing, về hiển thị dữ liệu, về ng4, ng-if, hiển thị giá trị của thuộc tính src, chạy một cái sự kiện. Thì chúng ta phải thực hành thôi. Đấy đây. Đấy. Thì viết tụi em với. Lại lỗi rồi. Đâu rồi thế nào? Lại share screen đi. Đây này, em ấn cái h.img này em không được. Đây nó để bình tĩnh. Để xem cái nào. Em mở cái app routing đi. App routing. Đây. Tên thì nó vẫn hiển thị ra được. Còn cái cho cái img kia thì không được. Em bỏ img đi được rồi. Cắt đi, control x. Không. Ở html đúng không? Control x. Ôi giời ơi, có bao giờ em nhìn cái thẻ LI trong thẻ LI không? À, quên. Control X luôn cái dòng đấy đi nào. À, chắc được rồi á. Control Z lại đi. Đi tắt mất con CDN rồi. CDN đi rồi. Cái này có chịu nhỉ, có phải mở cái CMD lên. Ờ. À. Trong quá trình phát triển thôi, còn sau này khi mà đẩy lên ấy, nó sẽ bundle thành một file index.html. Chạy mỗi đấy xong.
đây chỉnh đồ được. Set cái width và cho cái ảnh này đi. Vâng vâng. Ok. Bây giờ sẽ có bài tập cho các bạn như sau. Tôi sẽ vẽ vẽ nguệch ngoạc ở đây nhá. Có nhìn thấy màn hình của tôi không? À đang tắt. Rồi đây. Đó bài tập cho các bạn như sau. Tạo cho tôi một cái màn hình nó như này. Dạ. Ở đây là một cái ảnh. Dạ, một cái ảnh. Đây là tiêu đề bài viết. Đây là phần tiêu đề này. Dạ. Ở dưới này là phần mô tả ngắn của bài viết, nó sẽ kéo dài đến hết. Bởi vì các bạn đã có bút chat trong cái project của mình rồi, cho nên các bạn hoàn toàn thể làm được cái việc này. Lại đến cái thứ hai như này, và mỗi một cái này nó ngăn cách bởi một cái dấu gạch ngang như này. Đây là, thì ở đây chúng ta sẽ nhìn thấy là đây là một cái component đúng không, cái component to này. Đúng chưa? Màn hình là một cái component, cả một cái phần này là một cái component thứ hai. Đúng chưa? Đúng chưa? Thì bây giờ cái việc của các bạn làm ra sẽ là làm sao để tạo cho tôi ít nhất là 5 cái bài viết được hiển thị dạng như thế này. Ảnh ở bên tay trái này, tiêu đề ở trên này, mô tả ngắn ở dưới này. 5 cái bài viết này. Được chưa? Làm luôn. Làm luôn, tự tạo data, tự sinh ra giao diện. Được chưa? Yêu cầu ở trong này chúng ta có cái component, có hai component. À quên nhỉ, có một component thôi. Một component được rồi. Bởi các bạn chưa học cách truyền dữ liệu từ component này sang component khác. Thì ở đây các bạn dùng for x để sinh ra cái giao diện này cho tôi. Nha, làm luôn. Một component đó. Được rồi. Đó sao yên đi chọn nhỉ? Thì trong EAP đèo chết mẹ rồi.
Tôi gửi cho các bạn một cái đường dẫn vào Google Drive nhé. Các bạn đăng nhập bằng tài khoản a.fpt.edu.vn đấy. Thì các bạn vào đấy các bạn viết tên của mình vào, cũng như là mã số họ tên và mã số sinh viên giúp tôi nha, để làm file điểm danh cho buổi ngày hôm nay. Bởi vì đang không vào được EAP. Mã số sinh viên của ai thì người đấy viết vào, số họ tên nữa. Đừng có xóa của nhau đi nhá. Không chơi cái bài đâu. Ok, cái đấy không phải ghi đâu. Cái cột thứ ba không phải ghi đâu, cái đấy tôi nốt ngày vào thôi. Đứa nào xóa mất của thằng Đạo rồi kìa. Tám ba chín một là của ai kia? Rồi bạn nào xong rồi thì ao ra ngoài đi nhá, không phải rình mò lên gì nhá. Tắt quay của thằng Google Meet này.